Các bạn ơi, gà hấp muối xả là một món ăn thơm ngon lại được rất là nhiều người yêu thích, với từng miếng thịt gà vừa ngọt, mềm, ngon và cực kỳ hấp dẫn nữa. Món này có cách làm cũng rất là đơn giản và tiện lợi. Các bạn hãy theo dõi mình làm nhé. Nguyên liệu gồm có gà khoảng một con, mình mua gà và cho thuê người làm lông luôn nè. Con gà có da màu vàng nhạt, mà phần ức, cánh và lưng lại hơi vàng đậm thì đấy chắc chắn sẽ là con gà ngon. Sả khoảng từ 4 đến 5 nhánh, muối hột khoảng 400 g. Lá chanh từ 10 đến 12 lá, chanh 1 quả, ớt từ 3 đến 4 trái, hành tím 6 củ, gừng khoảng 1 củ nhỏ, tiêu hạt 1 muỗng canh, còn có thêm bột ngọt và đường, mỗi thứ một ít. Về sơ chế nguyên liệu, gà nguyên con đã được rửa sạch, cho vào trong một thau nước khoảng một muỗng canh muối, rồi mình mới cho gà nguyên con đã được rửa sạch vào ngâm khoảng 10 phút để khử mùi. Sau đó mình rửa sạch lại với nước rồi vớt ra để ráo, cắt bỏ tuyến đầu trên phần đuôi gà. Còn sả, cây bóc bỏ lá, rửa sạch, cắt khúc khoảng 2 lóng tay. Còn phần củ mình lấy khoảng hơn một nửa, rồi tiếp tục cắt khúc, sau đó dập dập. Còn phần củ sả còn lại thì mình cắt nhỏ. Còn gừng mình dùng muỗng canh cạo sạch vỏ bên ngoài, rồi rửa sạch và cắt lát mỏng. Đây nè, sả và gừng mình đã cắt xong rồi nè. Còn hành tím sau khi lột vỏ, mình rửa sạch rồi cắt lát mỏng. Lưu ý là khi cắt, mình chia một bên là 4 củ và một bên là 2 củ để tiện sử dụng khi nấu. Về hỗn hợp muối ướp gà, mình cho vào trong cối 1 phần 2 muỗng canh muối hột, 1 phần 2 muỗng cà phê bột ngọt. Tiếp theo, mình cho sả đã cắt nhỏ, cho 2 trái ớt, 4 củ hành đã cắt lát mỏng. À, 5 lá chanh và 1 muỗng cà phê đường, rồi mình giã nhuyễn. Sau đây mình sẽ ướp gà, cho hết hỗn hợp muối ướp gà vừa giã trên, trà sát lên trên mình gà cho thấm gia vị. Nhét sả đập dập vào trong bụng gà. Ướp khoảng 30 phút để cho gà thấm đều gia vị. Trong thời gian chờ ướp gà, mình sẽ pha nước chấm. Mình cho vào trong cối 2 trái ớt, 1 phần 2 muỗng canh muối hột, 1 muỗng canh đường, 1 phần 2 muỗng canh bột ngọt, rồi giã nhuyễn hỗn hợp. Sau đó mình cho ra chén và cho vào 2 muỗng canh nước cốt chanh, khuấy tan hỗn hợp và cho thêm 1 lá chanh đã cắt nhỏ vào.
về hấp gà, mình rải đều muối hạt vào đáy nồi, cho 6 nhánh xả đập dập. Tiếp theo cho gừng cắt lát. Rồi mình vò sơ từ 8 đến 10 lá chanh cho vào. Cho 1 muỗng canh tiêu hạt. Và cho con gà đã ướp vào trong nồi. Tiếp theo cho thêm vài lá chanh còn nguyên và số hành cắt lát còn lại lên trên gà. Đậy nắp lại và bắt lên trên bếp với lửa vừa. Hấp khoảng 20 phút, mình mới lật gà. Bây giờ mình lật đây. Gà chắc cũng đã chín rồi, nhưng để cho mềm và chín đều, mình tiếp tục đậy nắp lại và hấp tiếp khoảng 20 phút nữa. Để biết gà chín hay chưa, mình có thể dùng đũa đâm xiên dễ dàng. Và không có nước màu đỏ chảy ra như thế này là gà chín đó các bạn. Khi biết chắc chắn gà đã chín, mình tắt bếp và đậy nắp lại để thêm khoảng 10 phút nữa là mình có thể mang gà ra. Dùng kéo cắt thành các miếng nhỏ vừa ăn là hoàn tất. Các bạn ơi, mình đã cắt xong gà rồi nè. Bây giờ mình sẽ cùng với gia đình thưởng thức món gà này. Rất là ngon và rất là thơm. Gà hấp muối sả rất thơm ngon, có mùi thơm nức của sả và lá chanh cực kỳ hấp dẫn. Thịt gà mềm thơm, thấm gia vị, chấm kèm nước muối ớt chua cay vô cùng ngon. Món ăn sẽ ngon hơn khi ăn nóng. Rất là đơn giản phải không? Các bạn hãy thử làm nhé và nhớ ủng hộ, đăng ký xem kênh Anh Linh Channel của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!